Sau 2 ngày bị hàng trăm tấn rác tấn công, bãi biển Vũng Tàu đã sạch sẽ, ngăn nắp trở lại. Cuối tuần này, du khách lại được thỏa thích tắm biển mà không lo ngại rác bẩn. Ngày 9 tháng 10, chính quyền thành phố Vũng Tàu phối hợp với tỉnh đoàn và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động 1.000 người cùng ra quân dọn hơn 300 tấn rác ở bãi sau thành phố Vũng Tàu. Trước đó, trong 2 ngày 7 và 8 tháng 10, dọc bãi biển Vũng Tàu kéo dài khoảng 10 cây số từ mũi Nghinh Phong đến bãi biển Paradise, rác thải tấp vào dày đặc. Rác chủ yếu là cây đước, sú vẹt, dừa khô, mục, có trộn lẫn các loại rác thải khó phân hủy như lưới, chai lọ, phao xốp. Theo các chuyên gia môi trường, hàng năm, các bãi tắm trên địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu thường hứng chịu từ 2 đến 3 đợt rác thải từ đại dương. Đợt nhanh thì 3 đến 4 ngày, nhưng cũng có khi kéo dài cả tuần. Trong đó, vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, khi thời tiết chuyển mùa gió từ Tây Nam sang Đông Bắc, kết hợp thủy triều lớn đẩy rác từ cửa sông Sài Gòn, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây ra biển và trôi về Bà Rịa Vũng Tàu.